Thưa quý vị, sáng ngày 11 tháng 3 năm 2024, tại trụ sở Ban trị sự Chùa Long Phước, thành phố Bạc Liêu, Thượng tọa Thích Giác Nghi, trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu, chủ trì cuộc họp thường trực Ban trị sự, triển khai nhiều nội dung quan trọng, định hướng cho hoạt động Phật sự trong năm mới. Cuộc họp thông qua các nội dung trọng tâm như việc cơ cố nhân sự, ủy viên, ủy ban mặt trận quốc Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2024-2029, tổ chức lễ vía Bồ Tát Quán Thế Âm, 18 và 19 tháng 2 âm lịch, thông qua danh sách thành lập ban quản trị cơ sở tự viện và một số công tác phật sự khác. Chư Tôn Đức thảo luận và thống nhất đề cử nhân sự ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 3 vị: Thượng tọa Thích Chắc Nghi, Hòa thượng Tăng Sa Vong và Đại đức Thích Thiện Năng. Và chương trình lễ vía Bồ Tát Quán Thế Âm sẽ được tổ chức ngắn gọn nhưng trang nghiêm, chú trọng các đạo tràng, hành trì, đại bi chúa, dành đảnh lễ ngũ bách danh, nguyện cầu quốc thế dân an và công trình sớm được thành tựu. Thực hiện việc thành lập ban quản trị cơ sở từ diện, đến nay đã có 17 cơ sở trình hồ sơ lên ban trị sự tỉnh. Bên cạnh đó, ban trị sự cũng đảm dàn đang xem xét hỗ trợ các từ diện chưa được công nhận làm hồ sơ đầy đủ, tạo điều kiện để các từ diện sinh hoạt tu tập và hoàn pháp. Cuộc họp cũng đã cho ý kiến về việc đề nghị bổ sung phó hiệu trưởng, phụ trách hoạt động đào tạo, nâng tầm phát triển trường trung cấp. Phật học Bạc Liêu. Đúc kết cuộc họp, tuyển tòa thích giác nghi, tán thán tinh thần chư tôn đức cùng chung tay thực hiện thành tựu nhiều công tác quan trọng trong năm qua. Mong rằng trong năm mới, chư tôn đức sẽ nỗ lực nhiều hơn, đặc biệt, Ban trị sự các huyện thị cần quan tâm hơn nữa để kịp thời hỗ trợ các cơ sở tiêu diện hoạt động và phát triển.